chào các bạn. Mình chúc các bạn một ngày mới an lành. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn ủng hộ kênh của mình trong suốt thời gian qua. Các bạn ạ, hôm nay mình chia sẻ với các bạn một cái lý do mà sao những cái người trẻ ở các cái tỉnh lẻ luôn cho là Sài Gòn là một cái nơi dễ sống. Và đó là cái lý do tại sao mà những toàn bộ phần lớn những cái dân ở tỉnh lẻ đều nhập cư vào Sài Gòn và mong muốn tìm kiếm và công ăn việc làm và có cái cơ hội để có thể nhập cư ở lại làm người dân Sài Gòn các bạn ạ. Cái việc lựa chọn một cái thành phố để sống ít nhiều ảnh hưởng đến cái công việc, cuộc sống gia đình của bạn. Các bạn biết không? Không biết từ khi nào trong lòng người dân Việt Nam, Sài Gòn lại gắn liền với hai cụm từ Sài Gòn dễ thương, Sài Gòn dễ sống. Quan sát đến cái khoảng ồn ào, kẹt xe, khói bụi thì các bạn có công nhận với mình rằng trái đất Sài Gòn này được thiên nhiên ưu đãi nhiều lắm đúng không các bạn? Mà cái nguyên nhân Sài Gòn quanh năm kẹt xe, khói bụi cũng là do hai cái từ dễ sống ở cái mảnh đất ôn hòa này mà ra thôi các bạn ạ. Các bạn thử nghĩ xem, dân gốc Sài Gòn chiếm được bao nhiêu phần trăm trên tổng số dân hiện tại đang sống tại Sài Gòn các bạn ạ. Các bạn để ý Tết là cái dịp chúng ta thấy rõ nhất các bạn ạ, khi những người con từ khắp mọi miền đất nước đang cư trú tại nơi đây, họ trở về quê ăn Tết cùng với gia đình, thì cũng là lúc Sài Gòn trở nên vắng vẻ và bình yên đến lạ các bạn ạ. Nhiều người hay nói rằng người dân Sài Gòn quanh năm chỉ biết đi làm, đi chơi, chứ có biết trữ lương thực, sơ tán con người, đồ vật khi bão lũ đến, cảm giác nó như thế nào. Quanh năm hai mùa, mưa, mùa nắng, khí hậu ôn hòa, người Sài Gòn phải chăng được thiên nhiên ưu đãi quá, đâm ra cái tính tình của người dân Sài Gòn cũng dễ dãi, chuyện gì cho qua là cho qua luôn. Như một cái bài viết của một cái bạn từng chia sẻ trên trang cá nhân về cái việc va quẹt xe giữa người Sài Gòn và người dân vùng miền. Theo bạn ấy chia sẻ thì nếu ở cái địa phương khác có thể xảy ra một cái cuộc tranh cãi, thậm chí dẫn đến ẩu đả, vì khi bạn vô tình tông xe vào người đứng trước trong lúc người đó đợi đèn đỏ. Tuy nhiên ở Sài Gòn bạn sẽ chỉ nhận lại một cái ngoái đầu theo cái quán tính của nạn nhân khi bạn vô tình đẩy vào đít xe của họ tại thời điểm dừng giao thông mà thôi. Còn về có rất nhiều cái cách để moi tiền của người Sài Gòn các bạn ạ. Cụ thể mình chỉ cho các bạn này, một cái ngành nghề mà mình thấy thôi các bạn, đó là cái nghề giữ xe tại các cái địa điểm ăn uống. Lương nhân viên giữ xe ở Sài Gòn có thể khá khẩm hơn ở những cái địa phương khác, tuy nhiên không được gọi là đủ sống với cái mức chi phí sống xếp thứ tư, thứ sáu của cả nước. Về cái mức độ đắt đỏ theo cái công bố chỉ số Colit, vì vậy để tăng thêm cái thu nhập thì những cái con người này không xin đẻo mà họ nghĩ ra cách khéo léo hơn để moi tiền khách hàng một cách ngọt ngào nhất. Người Sài Gòn không bao giờ tiếp 5.000, 10.000 khi thấy anh giữ xe, luôn giữ cái thái độ tôn trọng khách hàng. Một tiếng dạ, hai tiếng thưa, hài hước trong từng cái câu nói, nhiệt tình lấy xe và cẩn thận lau cái yên xe, sạch không một vết tì vết cho khách. Mình còn nhớ có lần cùng với người bạn đi ăn tại một cái quán ăn trên đường Trần Hưng Đạo 1. Vào quán mình chọn ngồi ngay cái góc nhìn ra đường để dễ ngắm xe cộ vào cuối tuần. Trò chuyện được một lúc thì mình thấy chú bảo vệ, không biết là vô tình hay cố ý, mà theo mình là cố ý các bạn ạ, đang loay hoay dùng cái khăn sạch lau cẩn thận từng chiếc xe của bạn tôi. Và chắc hẳn chú biết chúng tôi đang theo dõi, nhưng vờ như không biết
Chu cứ thế lau từng chút một, không bỏ sót một cái góc ngắt nào, để biết là cái chiêu trò để moi tiền của chú đấy. Ấy vậy mà sao chúng tôi vẫn cứ tự nguyện muốn biếu chú thêm 10.000 để chú cà phê và thuốc lá các bạn ạ. Đó là về phần nhân viên giữ xe. Còn các cái chú xe ôm á, thì cái chiêu trò tinh tế hơn nhiều các bạn ạ. Nhiệt tình với khách quá cái mức quy định. Lần đấy là do xe không khởi động được nên mình phải đi bộ một cái đoạn để bắt xe ôm đi làm, vì ngại phiền chú. Nên khi thấy có xe bánh mì trên đường đi, tôi kêu chú tấp vô, tấp vào đấy để tôi mua cho tiện. Con mua đồ ăn sáng hả? Chú xe ôm hỏi. Sau khi nhận được cái câu trả lời vâng ạ của tôi, chú nói tiếp: con có trễ giờ không? Không thì chú chở đến gần đây mua đồ ăn sáng, chỗ đó bán nhiều đồ ăn lắm, con tha hồ lựa chọn, có gì chú đợi cho. Mà chú đợi thật. Đến nơi chú vẫn đợi giá như ban đầu chú thỏa thuận với tôi, không hề đòi hỏi thêm một đồng nào. Thương chú, mình lại tự nguyện biếu chú thêm 10.000 xem như là phụ thu cho chú tiền xăng đi lại các bạn ạ. Còn công việc ở Sài Gòn thì rất nhiều các bạn ạ. Một lần nọ mình có nghe một cái anh bạn tuổi đã gần 40 tâm sự: chắc anh phải về quê sống thôi, ở Sài Gòn giờ khó sống quá. Nhận xét của anh là không sai, nhưng nó chỉ đúng với một người từ sáng đến khuya chỉ biết ở nhà ngồi chơi game online, sống nhờ vào 3 đến 4 triệu đồng tiền chu cấp của người nhà ở quê gửi lên cho anh mà thôi. Khi được hỏi vì sao anh không tìm lấy một cho mình một cái nghề, anh nói ở Sài Gòn khó tìm việc lắm, và anh cũng chẳng có nghề ngỗng gì cả. Mình tự hỏi, anh có hiểu Sài Gòn không nhỉ? Ở cái chỗ này mà anh lại than rằng khó kiếm việc làm và không biết làm nghề gì. Ở Sài Gòn á, thì cái công việc, cái nghề rất phong phú, đa dạng và ngộ nghĩnh lắm các bạn ạ. Cũng bởi cái chỗ này là nơi hội tụ những cái con người tha phương cầu thực, muốn thoát khỏi cái khổ, cái đói, cái nghèo ở quê nhà. Các bạn biết không, mình có một người bạn, họ làm phụ cho một cái tiệm tóc các bạn ạ, có một cái nghề. Cái bạn đó, bạn nói bạn đã có cái nghề nhổ tóc bạc các bạn ạ. Sở dĩ các người ta chịu bỏ ra 100 cho tới 200 ngàn đồng cho một giờ tại các cái tiệm nhổ tóc bạc, vì nơi đây ngoài cái cảm giác phê khi bàn tay người thợ cứ nhẹ nhàng kéo lôi từng cái sợi tóc bạc ra, thì khách ở nơi đây còn được những cái giây phút chia sẻ những cái câu chuyện của cái cuộc sống, của những cái thăng trầm cuộc đời và những cái người con xa xứ đang phải oằn mình mưu sinh ở cái chốn hoa lệ này các bạn ạ. Các bạn biết không, nếu các bạn nghĩ cái nghề tóc bạc không hái ra tiền, nhưng các bạn chưa thâm nhập vào đó các bạn. Mình có người bạn đó, họ kể mà họ tâm sự mình mà biết này. Bạn cắt một cái đầu tóc cũng chỉ tầm giá, nếu tóc nam thì tầm giá 30-40 ngàn, cao lắm 50 ngàn. Trên đó là chưa tính những cái lặt vặt khác như là massage mặt hay này nọ. Nhưng bạn bỏ một giờ, người ta chấp nhận bỏ một giờ 100 cho tới 200 ngàn để ngồi nhổ tóc bạc, các bạn biết rồi đó. Còn cái lượng tóc bạc á, nhổ nhiều nhổ ít, cái đó họ không quan trọng các bạn ạ. Họ tới đây họ muốn có cảm giác thư thái nhẹ nhàng, họ muốn nghe những cái tâm sự về cái cuộc sống của những cái cuộc đời những người con xa xứ đang làm việc nơi đây. Các bạn thấy đó, Sài Gòn chỉ dễ thương khi bạn thật sự chân thật trong cái cư xử, và dễ sống khi bạn thật sự muốn sống bằng chính cái sức lao động của mình mà thôi các bạn ạ. Có một cái người bạn quê ở Thanh Hóa đang làm việc ở cái công ty Bon Chen Việt Nam, quyết định rời bỏ công ty cũ ở những cái tỉnh khác để vào Sài Gòn lập nghiệp, quyết định lên Sài Gòn để tìm kiếm cái công việc mới, vì họ cho rằng ở Sài Gòn có nhiều cái cơ hội
để dễ mưu sinh và dễ kiếm tiền. Anh tâm sự là bảo rằng ở Sài Gòn hình như cái cơ hội có đồng ra đồng vào hiện diện khắp mọi nơi, mà nếu hầu như có cái sự cố gắng chịu khó thì có thể kiếm tiền. Như anh là ngoài giờ làm ở công ty thì anh còn chạy xe ôm để kiếm thêm vài chục vài trăm nghìn đồng phụ cho tiền cho vợ đi chợ. Ngay cả vợ anh á, cũng lo được cái tiền phòng trọ với cái quán cà phê tạm bợ bán buổi sáng và hàng rong bán buổi chiều dành cho công nhân. Nếu nói có thể là quá lời, nhưng ở Sài Gòn dễ kiếm tiền, cứ chăm chỉ cố gắng thì sẽ có kế sinh nhai. Như thanh niên chẳng hạn, có thể ở quê hay ở những nơi khác không có công ăn việc làm, nhưng ở Sài Gòn công việc có mà đầy. Có một cái bạn tên Tuấn, 32 tuổi, quê ở Quảng Nam, đã sống và làm việc Sài Gòn hơn 8 năm, cho biết đã từng đi làm nhiều nơi, nhưng rồi cũng trôi vô Sài Gòn vì thành phố này có nhiều cái sự lựa chọn cho công việc. Sài Gòn có vô số cái nghề phù hợp với đa dạng cái đối tượng cần tìm việc, từ trẻ em cho đến người lớn, thanh niên, phụ nữ, làm công nhân, chạy xe ôm, bán hủ tiếu, bán cháo lòng, mở sạp cà phê, có hàng triệu cái nghề để làm kiếm tiền. Mà những cái nghề ấy không có hoặc có rất ít ở quê hay ở những nơi khác. Bạn tâm sự, tính đến nay, người bạn đó đã trải qua rất nhiều cái nghề như là thợ sơn nước, thợ xây, chạy xe ôm. Và theo anh á, thì cái nghề nào cũng sống tốt hết các bạn ạ. Một trong những cái lý do để những người trẻ chọn sống ở Sài Gòn á, vì cái thành phố này có cái nhịp sống năng động, cuộc sống Sài Gòn cứ thoăn thoắt trôi đi, khiến cho mọi người cứ cuốn phải cuốn vào. Nếu lơ đễnh, nếu nhẫn nhơ, không làm, không chịu khó hay cố gắng thì sẽ bị bỏ lại phía sau, đối diện với cái tình cảnh thiếu thốn. Thế nên nếu như ở những nơi khác á, có thể khiến bản thân bạn ý ảnh, ý lại, nhưng với Sài Gòn phải sống bằng cái sự nỗ lực tối đa, phải luôn cầu tiến. Nhờ vậy bản thân mỗi người sẽ phát triển tốt hơn, năng động hơn. Đừng vội cho rằng cái mức sống ở Sài Gòn cao và những người thu nhập thấp hay lương công nhân, người làm thuê không có cái công việc ổn định khó sống ở Sài Gòn. Bởi lẽ mọi người có thể chọn cái cách sinh hoạt theo cái giá trị mà họ kiếm được. Chẳng ai ép người công nhân phải mua nhà chung cư. Thay vào đó, họ có thể chọn một cái căn phòng phù hợp với cái túi tiền, đâu cần phải ăn những cái món ngon ở những cái nơi sang trọng, vẫn có thể qua bữa bằng những cái bữa cơm bình dân các bạn ạ. Có không ít bạn bè ở quê lần đầu vô Sài Gòn á, để kiếm kế sinh nhai, nghe mọi người nháo nhau rằng Sài Gòn đắt đỏ, Sài Gòn có cái mức sống cao lắm, làm bao nhiêu cũng không đủ, chứ huống hồ gì dư giả nên ai cũng sợ. Nhưng thực tế có những người lương tháng chỉ 7 đến 8 triệu đồng nhưng vẫn có thể dư ra 3 đến 4 triệu đồng mỗi tháng để tiết kiệm, gửi tiền về quê. Cứ sống ở Sài Gòn rồi sẽ thấy quen và nhận ra không khó để thích nghi với cái thành phố phồn hoa này các bạn ạ. Các bạn ạ, Sài Gòn dễ sống, chỉ cần chịu khó là được thôi các bạn ạ. Người Sài Gòn dễ chơi, chỉ cần cái tình cái nghĩa là xong. Và Sài Gòn dễ thương bởi người ta cứ vẫn sống tử tế với nhau cả một đời các bạn ạ. Các bạn ạ, vừa rồi là những cái chia sẻ của mình về lý do tại sao những cái bạn trẻ luôn chọn Sài Gòn làm cái nơi để đến để học tập, làm việc và sống ổn định ở lại các bạn ạ. Vì một cái điều đơn giản vô cùng, Sài Gòn là cái nơi dễ sống nhất các bạn ạ. Có những người đã quyết định chia tay Sài Gòn, nhưng sau vài năm chung sống để kết hôn với những cái vùng đất mới,
Nhưng rồi cái nỗi nhớ Sài Gòn cứ quay quanh. Họ thèm cái cảm giác được sống ở Sài Gòn. Và hơn hết, họ nhận ra mình chỉ hợp với Sài Gòn. Để rồi quay lại tái hợp với cái thành phố này các bạn ạ. Các bạn ạ, vừa rồi là những cái chia sẻ của mình về Sài Gòn dễ sống. Và hiện tại Sài Gòn đang vào cái mùa dịch bệnh, là giãn cách xã hội tính tới nay 3 tháng rồi các bạn ạ. Mong sao cái dịch bệnh được qua mau, được để người dân Sài Gòn được trở lại cái cuộc sống bình thường như xưa, và những cái người con xa xứ lại tiếp tục vào lại Sài Gòn để có những cái công ăn việc làm, kiếm thêm những cái thu nhập và có những cái cơ hội để đổi đời. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Một lần nữa mình xin chúc các bạn một ngày mới an lành. Hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau. Xin chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn.